Xin chào cả nhà, chào mừng mọi người đang đến với channel Happy Together. Mình là Danny Dũng. Hôm nay thì giờ này là 7 giờ, gần 7 giờ rưỡi rồi. Mọi người mới vừa đi làm ra, cho nên sau một ngày làm việc mà hết khả năng của mình, hết năng lực á, thì người nó hơi xìu xuống. Bây giờ muốn lấy lại năng lượng thì Danny phải đi uống boba thôi mọi người ơi. Đó là một trong những món uống mà Danny cực kỳ yêu thích nha. Và hôm nay thì Danny sẽ dẫn mọi người tới một cái quán boba mới khai trương thôi tại thành phố Addison. Cái quán được mang tên là Sean Hot Dog R&B Tea. Có nghĩa là trong cái quán này là chúng ta sẽ có rất là nhiều, ngoài bố bà sẽ có rất là nhiều món ăn nữa. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau vào trong để khám phá menu của quán nhé. Nè mọi người, cái menu của bà rất là phong phú ha. Nếu mà mình muốn uống sữa, nó cũng có sữa. Còn mình muốn uống nước trà, có nước trà. Mình muốn uống cà phê, có cà phê. Nhưng mà tất cả đều có boba cho nó nha. Boba cực kỳ ngon nè. And then, đặc biệt là có cái menu cái hot dog nữa mọi người. Hot dog thì cũng ăn thôi, mình có thể ăn cay hay là không cay. Mình muốn ăn chi hay là không chi. Thì mình có rất là nhiều sự lựa chọn thôi. Và bây giờ thì nhìn mọi người đã thấy Danny đã order đó, bây giờ đang chuẩn bị đem nước uống ra đây. Cái món quà tên là R&B mọi người. Sean Hot Dog R&B. Có nghĩa là nó vừa có mua bà vừa có hot dog cho mình lựa chọn nha. Trong một cái building này thì mọi người có rất là nhiều nhà hàng nè, đặt chiếu sướng nè, 24 hour để tập thể dục nè. Nên mình cũng hay tập thể dục ở đây lắm, cho nên ghế mình cũng rất là tiện lợi. Và đặc biệt không gian quán mọi người thấy trang trí rất là ấm cúng và thân thiện của mọi người, như chính là thân thiện nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thử.
Nên nếu là hôm đó thì mọi người muốn ăn cái nước chấm là cái loại nào thì mọi người có thể lấy nè mọi người. Đây là mật ong, ketchup, có vị ngọt, có vị cay, đầy đủ nha. Bây giờ chúng ta thử. Mọi người thấy sao giờ làm việc á, vừa đói vừa mệt cho nên cần năng lượng. Con mắt cái từ từ trong mình cái bụng đó là con mắt, người ta nói là con mắt lớn hơn cái bụng lớn với mọi người, cho nên vì sao giờ đây đi bao nhiêu người thì mình sẽ được bao nhiêu món. Mọi người thấy ly nào cũng bự, cũng chất lượng hết nhé. Cái này là một trong những cái món đặc biệt của quán mọi người, special của quán nha. Thương hiệu. Bây giờ thử đi. Có mùi cà phê Việt Nam. Nó không ngọt lắm, vừa ăn nha mọi người, vừa uống luôn á. Cái hộp bùa bà á, tự nhiên nó qua tay trong miệng mình luôn á. Rất là thích. Nó không có ngọt lắm, tại có nhiều chỗ mà đang đi uống á, nó ngọt, mình ngọt quá đi. Cho nên bên mình không thích, không thích lắm, ở đây thì được nè. Còn cái này cũng là một món đặc biệt của quán, có tên là Hawaii. Nó là nước trái cây thôi mọi người. Có vị đắng. Hơn những nước trái cây tươi mọi người. Có mùi dưa hấu này, cực kỳ ngon nha. Không cần phải giới thiệu cho mọi người cũng biết rồi, Vietnamese cafe. Nhưng mà lại có bộ bàn nha mọi người. Nãy tới mình có nhận là để mình uống cà phê cũng hơi mặn cho nên pha đậm một xíu, cực kỳ đậm, đậm đà chứ nó không có lạ, rất là ngon. Mặc dù là cà phê của bà nhưng mà chất lượng, uống xong có tỉnh liền luôn á. Trong tiệm cũng cái salon của mình cũng rất là nhiều màu vàng ha. Và món này là một trong những món đặc biệt của quán nữa nè. Anh đi sẽ thử thêm một cái nữa. Bữa nay uống hơi nhiều, mai sẽ thử dùng nhiều hơn chút. Cái mùi trái cây, mùi xoài. Mùi này mùi xoài giống như là cái mùi xoài nhớ tới Việt Nam liền. Mỗi lần tới là ăn xoài đã đời luôn á. Đặc biệt là mọi người biết không, trong cái tuần tới, bắt đầu từ thứ ba tuần tới là trong chương trình này đã được phát hành đó, thì quán mình có một cái promotion đó là mua bất cứ ba món gì đều được tặng một món. Và trong những ngày khai trương đó, thì mua ba cái hot đó thì mới được tặng một cái hot đó. Còn bây giờ thì bất cứ ba món nào cũng được tặng một món hết mọi người. Không phải là được tặng là chúng ta sẽ tới nha, nhưng mà quán ngon, chất lượng, những người phục vụ rất là friendly, không gian quán lại dễ thương nữa, tại sao chúng ta không hưởng thụ sau giờ làm việc nè, phải không mọi người? Bây giờ thì chúng ta sẽ thử cái này trước nào. Hot đó nhưng mà khoai tây, bên trong là cái gì để thử nha. Phô mai. Món mọi người, nãy như thế là những cái này á, là người ta nấu á, người ta chiên là cái giờ điện tử bấm thẳng này, bấm bao nhiêu phút là nó khi mà nó chín á, nó sẽ kêu lên, người ta tự động tắt cái lấy ra, cho nên nhiệt độ cũng đã đúng chuẩn, cho nên không sợ bị
chưa chín hay là giống như là mình tự nấu hương lương không biết kinh dở mọi người, cho nên làm ở đây rất là chuyên nghiệp nha. Cái này có chi, còn cái món này thì nên đi order không có chi. Hương có đó mà thơm dữ sợ luôn, mình dọn. Okay. Và ở đây thì có đặc biệt cái món này cho mọi người, nước mát. Khi mà mình uống xong mình ăn no nữa rồi, giờ mà mình vẫn còn muốn một cái gì đó để đem về ngày mai uống tiếp thì có thể đem về order cái này nha, nước mát để tủ lạnh. Hai ba ngày mình uống vẫn còn ngon đó mọi người. Bây giờ thì mọi người thấy vẻ mặt của Danny có vẻ tươi tắn hơn nha mọi người ha. Sau khi uống xong vô bàn, xong hôm đó thì chúng ta có thể chụp hình kỷ niệm đấy, cực kỳ dễ thương, không gian quán. Và như vậy là trong chương trình lần này, trong chương trình kết thúc của Danny, Danny đã review một cái quán vô bà mới tại thành phố Addison. Nếu như mọi người muốn uống vô bà mới mà ngon như thế nào, có đúng như lời của Danny nói hay không thì hãy thử một lần ghé ra đi, sẽ biết liền nha mọi người nhé. Còn bây giờ Danny xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào vô bà tuần sau. Bye bye.